chị xuống xe. Mời chị xuống xe. Ô, thì sao em đang đi anh ạ? Tôi mời chị xuống xe. Chị có biết làm sao không? Làm sao anh? Tôi nói cho chị nghe này nhá. Tôi đã hẹn cho chị đã cố em bảo tôi rồi. Đã nói với chị là tôi đã bảo với chị là 8 giờ 10 tôi đón chị. Nhưng nhá. Không biết được. Cái việc chị không biết, chị làm việc tôi cũng không cần biết. Bây giờ chị xuống xe. Anh... Tôi không chở chị đi. Tôi đã hứa tôi là 40 tuổi đầu rồi nhá. Tôi làm việc. Phải như thế mà. Tôi bảo chị xuống xe. Em đang đi mà anh bảo em xuống xe thì em đi giữa đường em đi kiểu gì? Chị thích đi kiểu gì đấy là quyền của chị, bởi vì chị thích đặt hai xe, chị thích đặt hai ba xe đấy là quyền của chị đúng không? Hiểu cái gì? Chị có 120.000 chị thích đặt hai ba xe đấy là quyền của chị thì bây giờ tôi chị ở chợ chị nữa. Không phải là như tôi bảo chị xuống xe. Em bảo là em chỉ gọi cho một thằng. Năm nay tôi 40 tuổi rồi, tôi là đàn anh của chúng nó nên tôi nói được chúng nó nghe. Nhá. Anh tôi mời em chị xuống xe. Không bao giờ em biết là không, không. Xe nó như nào. Chị không, chị đã gọi điện với tôi, chị không thể nói chị bằng này tuổi, chị không biết số điện thoại được. Chị xuống xe. Em rất chi ít đi về Thái Nguyên. Tôi nói cho chị nghe này nhá. Bản thân tôi nhá. Tôi chạy Thái Nguyên Hà Nội 4 năm nay mà tôi làm từ cái lúc cái hội xe này nó chỉ còn có 30 người thôi. Tôi nói với chị là những cái người khách như chị rất chi là nhiều. Nhưng anh ngược lại cái là tôi đã nói khẳng điện. Định bản thân tôi gọi điện đây có cả ba nhà nhá. Cô này tôi bảo 7 rưỡi đón, đúng 7 rưỡi. Hẹn gọi tôi 5 phút tôi ra đón. Nhà này hẹn tôi 8 giờ. Tôi 8 giờ kém 1 phút tôi đến nơi. Em tôi hẹn chị 8 em... giờ 10, đúng 8 giờ 10 tôi có mặt ở đấy tôi đón chị. Nhưng bây giờ chị đặt 2 ba xe một lúc chị bảo chị lên xe khác. Xe đâu. Chị bảo chị lên xe khác rồi chị xuống xe cho tôi. Anh phải biết là em chị xuống xe cho